Bầu Đức xác nhận tặng quà trọng tài. Trước ám chỉ thiếu trong sạch từ phía Quảng Nam, Bầu Đức thêm một lần xác nhận từng tặng quà trọng tài. Nhưng theo ông, đó là quà đơn thuần, không phải đút lót. Thưa quý vị, vì điều khiển sai khiến Quảng Nam FC thua đau trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 11 V-League vào chiều mùng 2 tháng 4 vừa qua, trọng tài biên Việt Thái đã nhận rất nhiều lời chỉ trích từ đội bóng xứ Quảng. Chủ tịch Lê Nguyên Hồng mỉa mai các ông vua áo đen được đào tạo ở trường mù, đồng thời không quên đá xoáy Bầu Đức. Ông nhắc khéo lại chuyện cũ, nên nhớ Bầu Đức là người đầu tiên bỏ phong bì trọng tài bằng đô la. Rất nhanh, phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức đã lên tiếng đáp trả. Trên Tri Thức Trẻ, ông Đức xác nhận có đưa tiền cho trọng tài vào năm 2004, nhưng đó chỉ đơn thuần là tặng quà chứ không hề đút lót. Thông qua truyền thông, tôi nhắn với ông Hồng, thua đừng nên cay mũi rồi gợi lại quá khứ đã qua. Có ai đi đút lót cho trọng tài để đội nhà nhận thua hay không? Khi đó Hoàng Anh Gia Lai thua chứ có phải thắng đâu. Ai đi nhận đút lót 100 đô la Mỹ? Tôi từng xác nhận là cho trọng tài giám sát bảo vệ hồi năm 2004 đúng 27 Tết mỗi người 100 đô la Mỹ. Đó là quà tặng chứ không phải đút lót hay bồi dưỡng. Khi đó cơ quan chức năng đòi truy tố tôi nhưng không có bằng chứng nên thôi. Bầu Đức khẳng định chắc nịch bản thân minh bạch, không có chuyện qua lại với trọng tài để giúp đội nhà đạt kết quả có lợi. Ông nói, tôi không bao giờ đứng về phía trọng tài, cực kỳ ghét và trọng tài không bao giờ đến gần tôi được. Thấy họ tôi lo né, không dám bắt tay dù chỉ là xã giao. Hơn nữa, Hoàng Anh Gia Lai không có chuyện phải quan hệ, cho xe đưa đón, tâm sự hay đi ăn tối với trọng tài. Tôi là người đứng ra lên án trọng tài thì làm sao có chuyện giao tiếp hay nói chuyện với họ được. Xin nhắn với ông Hồng, bóng đá Việt Nam lúc này ai trong sạch mọi người biết hết. Bàn chi tiết về chiến thắng vừa qua của Hoàng Anh Gia Lai trước Quảng Nam, Bầu Đức cho rằng Hoàng Anh Gia Lai không cần 3 điểm, họ cũng không quan tâm tới kết quả hay thứ hạng ở V-League. Nếu muốn, ban tổ chức có thể hủy kết quả hoặc đá lại. Hoàng Anh Gia Lai không cần thắng, nếu Quảng Nam kiện đòi mổ băng, nếu VFF có luật nào xử phạt cho đá lại hoặc buộc Hoàng Anh Gia Lai phải thua hoặc hòa trước Quảng Nam thì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận, tôi không cần. Tôi xin khẳng định một lần nữa, Hoàng Anh Gia Lai không cần trận thắng trước Quảng Nam, không cần phải thắng bằng mọi giá như các đội bóng khác. Hoàng Anh Gia Lai không sợ thua, không sợ rớt hạng, bất kỳ thứ hạng nào cũng chấp nhận hết, kể cả việc xuống hạng. Mục đích của Hoàng Anh Gia Lai là đào tạo cầu thủ, không cần tranh chấp. Đây là kênh thời sự của Radio Net News. Tại đây chúng tôi cập nhật từng phút những tin nóng chọn lọc ở tất cả các lĩnh vực như xã hội, pháp luật, quân sự, thể thao, giải trí ở trong và ngoài nước đang được dư luận quan tâm. Thời sự Net News, sự lựa chọn của những người thạo tin.